Thưa quý vị, Thái Nguyên là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa với hơn 1.000 di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh, được du khách bốn phương biết đến. Việc biến di sản thành tài sản, khai thác tiềm năng với những tour du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử về nguồn đã và đang là một trong những định hướng phát triển du lịch mới trọng tâm của tỉnh từ nay đến năm 2030. Thực hiện chiến lược quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên, các địa phương trên địa bàn đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy hoạt động đầu tư, huy động các nguồn lực, hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông đến các điểm di tích, cơ bản hoàn thiện việc trùng tu, tôn tạo các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa tâm linh. Từ đó hình thành nhiều tuyến điểm du lịch nổi bật đã được đưa vào khai thác và có sức hút đối với du khách như di tích Lý Nam Đế, thành phố Phổ Yên, khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên sung phong, đại độ 915, độ 91 Bắc Thái, chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Đen Đuổm, huyện Phú Lương, khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc, di tích núi Văn núi Võ, di tích lịch sử 27 tháng 7, khu du lịch hồ núi Cốc, huyện Đại Từ, cụm di tích đình đèn chùa Cầu Muối, huyện Phú Bình. Có thể nói đây sẽ là dòng sản phẩm du lịch văn hóa rất hấp dẫn đặc trưng của Thái Nguyên. Thái Nguyên là một điểm đến có nhiều cái địa điểm về văn hóa tâm linh và cũng có thể thỏa mãn được rất là nhiều cái nhu cầu của các đối tượng khách khác nhau và tôi thấy rằng là những cái phát triển của du lịch thái nguyên trong đó có cái loại hình du lịch văn hóa tâm linh của thái nguyên hiện nay đang rất tốt Bề dày của văn hóa gắn với truyền thống tôn giáo, tín ngưỡng của các dân tộc ở Thái Nguyên không chỉ mang lại nhiều sự ngạc nhiên thích thú cho các du khách mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối hợp tác với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành ở các tỉnh lân cận. Liên kết khách du lịch giữa về Hà Nội, từ Hà Nội về Thái Nguyên ý, thì lấy lầu năm rất là, là ổn thì vì tôi thấy là đền và cũng như là cái chùa rất đẹp và tôi nghĩ là người Hà Nội người ta sẽ rất là bất ngờ và tôi thấy là cái tiềm năng này rất lớn luôn. Xác định sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh là mỏ vàng, có thể tạo nguồn thu cho du lịch, nhưng để hấp dẫn du khách hơn nữa, nhất là khách quốc tế, Thái Nguyên ngoài việc tập trung đầu tư về nguồn lực thì cần thiết kế sản phẩm du lịch giúp tăng cảm xúc và trải nghiệm thiêng liêng về tinh thần cho du khách trên cơ sở dựa vào những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Đối với chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên cũng như là cả một cái hệ thống phục vụ chuỗi các hoạt động tại du khách thì cần phải có những cái nghiên cứu để điều chỉnh lại, tạo ra một cái sự phối hợp đồng bộ để nói sâu về những cái giá trị của điểm đến Phật giáo Thái Nguyên cũng đã chú trọng đến phối hợp với các sở ban ngành nhất là phối kết hợp với mặt trận tổ quốc với sở văn hóa thể thao và du lịch cũng như là có những cái sự hướng dẫn chỉ đạo đến các chùa có di tích để làm sao lễ hội của các chùa được nâng tầm lên để cho mọi người được biết đến hơn. Du lịch văn hóa tâm linh luôn được Thái Nguyên coi trọng phát triển, trong đó du lịch văn hóa lịch sử về nguồn vẫn là cốt lõi của du lịch xứ trà. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác quảng bá, xây dựng dịch vụ cùng các sản phẩm liên kết vẫn phải đi trước một bước xác định là tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên, trong đó là quan tâm nhiều đến tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch, giới thiệu các điểm đến về du lịch tâm linh, du lịch lịch sử trên địa bàn tỉnh để làm sao mà uh, tuyên truyền quảng bá, để thu hút những khách đến với Thái Nguyên ngoài cái việc uh, tham quan trải nghiệm những uh, uh, di tích lịch sử danh thắng ra thì cũng có những các hoạt động uh, trong uh, phục vụ du lịch tâm linh văn hóa tâm linh ở Thái Nguyên sẽ còn giúp lưu giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống chứa đựng yếu tố văn hóa dân gian tạo ra nét độc đáo và hấp dẫn cho du khách tìm hiểu, khám phá mảnh đất lịch sử xứ trà.